Đặc biệt có cái biết món ăn gì không? Năn nỉ đấy mà. Nó nhìn nó lúc nào buồn. Nó bị nhốt thì nó buồn chứ sao? Chị bài chị thấy vai buồn không? Vai buồn à? Mẹ xem thử nè. Xem cái mắt con vai này có đang buồn không? Con voi này nhìn có vẻ già lắm rồi nhỉ. Mẹ thích. Chị ơi, có thích con voi không chị? Mấy con mấy con? 1, 2. Chippy đi xem con khác, đi xem con Chippy. Ôi, con cỏ kìa. Đó. Khui. Vì sao con vịt to dữ à? Mẹ ơi, ở đây có con vịt này. Nào. Không có xuống nữa đâu, nguy hiểm lắm. Vịt to nhỉ? Vịt là gì chứ? Bố đi vào đây chứ, vào đây xem này. Mẹ ơi, hình như vào đây có con sư tử ấy. Hả? Bố đi vào, thử xem. Con dê hay là con tuần lộc? Con này chả biết là con gì. Sừng dê nhỉ. Đi lên phía trên xem con hươu con kìa. Đây con hươu kìa, lên xem con hươu kìa. Đi. Cẩn thận để ý em nha. Đây này. Nhiều nhỉ? Nhiều thế. Con gà đây bố. Đâu gà đâu? Để ý con nha. À, con thấy cái con này nó buồn nè. Để con mẹ. Đâu con này hả? Xem trên kia còn con gì nữa không? Hết rồi à? Qua bên cái sông này có con gì không? Chắc hết rồi đúng không? Thôi thôi, giờ hết rồi thì thôi con. Ok, để em thử. Đi, vịt à? Nghe nè. Cầm. Con gì chị? Con công kìa, đã có một công đang ăn kìa. Nhiều loại nha.
bay ra được. Đúng rồi. Qua lái xe hả? Ngồi chơi thôi. Để xem nào, Chippy. Chippy sao có dụi mắt con, buồn ngủ à? Đi con, đi lên phía trước đi, đi lên phía trước với bố đi. Mẹ đang quay em với bố đó. Con gì á? Cái đấy là bin á. Đó là penguin bin. Thùng rác.
Rồi đi vào. Ôi. Ủa, trưng bày bò sát này. Chị Ba đi qua đây con. Chị Ba con. Chị Ba đi con. Ừ con ghẻ hát đi hát đi hát đi. Chim nhảy đi chim nhảy đi. Em nhẹm hát chiêng ăn. Đừng có quậy chị em còn. Hát đi con. Đi hát đi chị. Ra nào. Yeah. Đây về đây.